đôi trái anh em nhá. Hôm nay là có siêu phẩm để giới thiệu tới anh em đây. Trước mắt anh em đây là cặp 4735 XM anh em nhá. Cực kỳ mới. Loa mới trên 99%. Đôi này thì đời XM trên thiết kế có cả thanh rằng này. Quá mới luôn này. Và giá thành ngày hôm nay Miu đưa ra cho anh em rất êm luôn. Với 95-97% anh em nhá. Bát ba khoang, chung, ép đều đẹp. 47.500.000 đồng cho cặp này. Còn anh em mua cặp xấu hơn có thể 42-43 triệu. Nhưng mà đây là đôi model đời cao anh em nhá. 47.500.000. Anh em nào vào kẹo chốt đơn alo và điện cho em. Một cặp 7-15 xuất sắc luôn. 75 ngày nay Miu bán còn 45 triệu. Súp 518 15.500.000. Bao đẹp cho anh em. Đôi này nghe phê mà hay lắm anh em nhá. Như đôi này thì 75 không có cửa để độ mạnh và độ hay nó được. Đôi này hay hơn nhiều. Quá đẹp luôn. Bác nào đầu tư đôi này quá ok luôn. Còn đấy đưa thực hiện video clip ngắn thôi. Giới thiệu tới anh em về hai cặp loa này. Toàn hàng siêu lướt anh em nhá. Nếu nhu cầu đầu tư mua liên hệ sớm với anh em. 4735 XM như mới. Trên 89%. 47.500.000.